Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Công dụng của rau tần dày lá đối với sức khỏe. Thứ nhất là nó sẽ có công dụng là chữa ho, viêm họng khản tiếng cho mẹ bầu và trẻ nhỏ. Những cái hoạt chất trong rau húng chanh như một cái loại kháng sinh tự nhiên và nó có tác dụng sát khuẩn rất tốt, loại bỏ chất đờm và tác nhân gây nên viêm họng. Cách làm như sau: chúng ta cắt nhỏ lá tần dày lá, rửa sạch, thêm một ít đường phèn rồi chưng cách thủy, vắt lấy nước uống, mỗi ngày sử dụng một lần, dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ có hiệu quả. Thứ hai, nó giúp giảm sốt, cảm cúm, nhức đầu. Đây là một phương pháp hữu hiệu để mà hạ sốt nhanh. Ngoài ra, nó còn giúp ra mồ hôi, loại bỏ độc tố và tăng nhanh sự phục hồi. Cách dùng: giã nát một ít lá từ 15 đến 20 gram rau tần cùng với một ít muối với nước để uống và xông hơi cho nó đổ mồ hôi. Thứ ba là nó sẽ giảm căng thẳng. Một số chất hữu cơ và khoáng chất có trong rau tần dày lá có tác dụng an thần nhẹ. Hãm rau tần như trà để uống sẽ giảm ho, cái tình trạng lo lắng căng thẳng, giúp thư giãn và ngủ ngon hơn. Chữa chứng hôi miệng: dùng một nắm lá rau tần dày lá, chúng ta dùng khô, chúng ta sẽ thường xuyên ngậm và súc miệng trong ngày thì cái tình trạng hôi miệng sẽ giảm đi. Cải thiện chức năng của thận: cây tần dày lá sẽ giúp lợi tiểu, từ đó nó sẽ giúp cho cơ thể đào thải các độc tố, giảm lượng muối dư thừa, chất béo và nước trong cơ thể, thận sẽ hoạt động tốt hơn. Thứ sáu là giúp đẹp da. Cây tần dày lá nó trị lành các vết côn trùng cắn hay bệnh da liễu như là bệnh vẩy nến. Các hợp chất chống viêm có thể nhanh chóng giảm đỏ và sưng tấy, giảm bỏ ngứa và kích ứng. Cách dùng: 15 rau tần khô, đổ 2 chén nước vào, sắc còn 1 chén và uống chia làm 3 lần trong ngày. Dùng một nắm rau tần tươi, rửa sạch, giã nát, trộn thêm 2 hạt muối, sát hoặc là đắp lên cái chỗ bị dị ứng. Giảm tình trạng viêm khớp: hàm lượng axit béo omega 6 trong húng chanh sẽ giảm triệu chứng viêm khớp. Ngoài ra còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa loãng xương. Chống ung thư: rau tần dày lá rất giàu chất chống oxy hóa và làm sạch các gốc tự do, từ đó nó sẽ ức chế sự tăng sinh của các tế bào ung thư. Giảm hội chứng ruột kích thích: cây húng chanh trị triệu chứng khó chịu dạ dày và giảm hội chứng ruột kích thích. Chúng ta dùng cây húng chanh hãm lấy cái nước uống như nước trà sẽ có tác dụng rất tốt. Giảm đau bụng kinh ở phụ nữ: húng chanh sẽ giảm đau bụng kinh ở nữ giới thay vì dùng các loại thuốc tây. Cách dùng như sau: các bạn dùng lá rau tần non rửa sạch và một ít muối, ngậm và nuốt dần dần. 11 là nó giúp cải thiện thị lực. Cây chứa một lượng vitamin A giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, tăng cường thị lực. Và đó là những cái công dụng của rau tần dày lá đối với sức khỏe của chúng ta, rất là tốt. Và cái cây này nó cũng rất là dễ trồng các bạn. Bạn trồng quanh năm và mình sử dụng cái lá nó để chữa bệnh và dùng làm giảm căng thẳng nè, chữa chứng hôi miệng, cũng như là nó giúp lợi tiểu, nó cải thiện được cái chức năng của thận. Và ngoài ra nó còn giúp làm đẹp da trong các trường hợp mà bệnh da liễu như là bệnh vẩy nến, da bị viêm thì nó có thể làm nhanh giảm cái sự sưng tấy và đỏ của cái vết thương, giảm bỏ ngứa và kích ứng, rất là hay. Và mình cũng có giới thiệu với các bạn một số cái cách dùng đơn giản, dễ thực hiện ha các bạn. Ngoài ra thì những người phụ nữ đến tháng hành kinh thì khi bị đau bụng, chúng ta cũng có thể sử dụng cái lá tần dày lá này, chúng ta rửa sạch và đem ngậm nuốt từ từ
thì nó cũng làm giảm cái triệu chứng đau bụng mà không cần phải mua thuốc ha. Nó cũng rất tốt cho thị lực của chúng ta, bởi vì trong cái cây này nó có chứa một cái hàm lượng vitamin A rất là nhiều, nó làm cho mắt của chúng ta sẽ sáng hơn và ngăn ngừa được cái chứng thoái hóa điểm vàng, tăng cường thị lực rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video của mình. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.